Anh PC Man và anh Đồng Hồ Man ơi, có chuyện gì vậy? Đầu tiên là xe. Tiêu rồi anh ơi. Sở Picker Girl, Chi Man và Ti Man đã bị bọn quái vật bắt đi rồi. Quái vật nào cơ? Ngoài bọn Sở Kibitret thì còn quái vật nào có thể bắt được Sở Picker Girl và Chi Man và TV Man nữa? Em cũng không biết nữa. Bọn chúng nói anh TV Man chính là TV ác quỷ chuyên đi hại người, lên bọn chúng bắt anh ấy về. Không lẽ là mấy cái tên ở dưới địa ngục sao? Chúng ta phải đi đòi người mới được. Cấp báo anh Đồng Hồ Man và anh PC Man ơi, lại chuyện gì nữa đây? Tên nhà khoa học dẫn theo một đội quân vô cùng là hùng hậu đã bắt những người anh em chúng ta rồi. Nguy to quá. May là em chạy nhanh chứ không là cũng bị bắt luôn rồi. Cái gì? Hôm nay là ngày gì vậy? Sở Picker Girl, Chi Man, TV Man cũng bị bắt. Bây giờ chúng ta phải đi cứu ai trước đây? Ta nghĩ chúng ta nên đi cứu Sở Picker Girl và Chi Man trước đã. Sau đó quay lại thiếu giờ cái tên nhà khoa học. Bọn ta có làm gì sai đâu mà các ngươi bắt chúng ta về đây. Các ông có biết bọn Sở Kibitolet là người xấu chuyến đi xâm chiếm các thành phố khác không? Bọn ta đã phải hợp sức lại để chiến đấu bọn chúng. Vậy mà các ngươi đã phá hỏng tất cả những công sức của chúng ta rồi. Các ngươi đừng có mồm điêu. Chúng ta không tin đâu. Rõ ràng tên TV Man ác quỷ kia làm rất nhiều điều ác, đã bị chúng ta bắt nhốt lại. Chính các ngươi đã thả hắn ra, làm nhiều việc ác. Và lúc đấy chúng ta cũng đã thấy các ngươi đã tiêu diệt rất nhiều người. Các ngươi là người xấu. Các ngươi đừng có chối cãi nữa đi. Đại ca, hãy đóng băng chúng lại, không cho hắn ta đi làm hại người khác nữa. Ta là người tốt, không phải người xấu. Còn TV mã quỷ đó không phải là ta. Ta là TV xanh. Ta chỉ mượn thân xác của hắn ta để được hồi sinh thôi. Nếu ông không tin, ông có thể gặp thần cai ngục để hỏi điều đó. Người đang lừa trẻ con ư? Chúng ta không dễ dàng tin như vậy đâu. Các người đừng có nhiều lời. Bây giờ chúng ta sẽ đóng băng các người lại. Lần này các người phải canh gác cho cẩn thận, không cho chúng trốn thoát nữa. Vâng, thưa đại ca. Đại ca, bọn chúng đây rồi. Cái gì? Những người anh em của chúng ta bị làm sao thế kia? Quán đá hết rồi ư? Mấy cái tên người đá kia, các người đã làm gì những người anh em của ta? Các người mau thả những người anh em chúng ta ra. Bọn chúng không phải là người xấu đâu. Tên nào ra đến thành phố của ta đây? Các người là ai? Đại ca, chắc chắn bọn này là đồng bọn của chúng chuyến đi làm người xấu đấy mà. Chúng ta cũng bắt luôn bọn chúng đi. Các ông có mắt mà như mù, không phân biệt được chuyện tốt chuyện xấu ư? Chúng ta là người tốt, không phải là người xấu. Cái gì? Các người dám nói chúng ta mù ư? Chúng ta sẽ tiêu các người. Anh Đồng Hồ Man, chúng ta phải đánh cho bọn chúng khốn ra mới được. Anh em người đá, máu xuất hiện. Mấy cái tên người đá thật là to gan, dám bắt người anh em TV Man của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cho các người một bài học. Hãy xem sức mạnh của PC Man, Đồng Hồ Man tới đây. Chờ. Mấy cái tên người đá này cũng khá phết nhờ. Hãy xem sức mạnh của PC Man tới đây. Hãy xem khối lập phương tới đây. Chờ. Ta đấm người này, ta đạp người này. Này thì có người đá này, này thì người đồng này, hay là người sắt thì ta cũng sẽ tiêu diệt thôi. Vì dám bắt những người em ta. Anh Đồng Hồ Man, anh ấy đóng băng em rồi. Là tức quá mà. Một mình anh đều hết một chúng ư? Rồi, hết đóng băng rồi. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Này thì con người đá lại đâm cái này, ta bổ cái này. Dám bắn tia laser vào ta ư? Anh Đồng Hồ Man, cứ để em tiêu diệt con này cho. Cho người bay lượn cái gì? Ta hóa mắt cho mặt quá. Hãy xem chiêu thức của ta đây. Cho anh Đồng Hồ Man, chúng ta đã đánh hết bọn chúng rồi. Bây giờ chúng ta mau mang những người ta về thôi. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Tại sao bọn chúng lại mạnh đến như vậy? Bọn chúng đã cướp người chúng ta đi rồi. Các người đợi đấy, ta sẽ còn quay lại tiêu diệt các người. Ai chà, sao đại ca không giao chỉ thị tiêu diệt luôn cái bọn này đi, lại còn bắt chúng ta canh gác bọn chúng làm gì nữa? Project Man, bọn chúng tuy ác độc nhưng chúng ta không được tiêu diệt bọn chúng. Như vậy chúng ta khác gì bọn chúng đâu. Chúng ta chỉ giam giữ bọn chúng lại thôi, không cho bọn chúng làm điều xấu nữa. Đúng vậy, giam bọn chúng đến khi nào bọn chúng ăn năn hối cải thôi. Vậy chúng ta cứ phải đứng đây chống chừng bọn chúng như này ư? Tất nhiên là không rồi. Chúng ta đang sửa chữa nhà tù. Sau khi sửa chữa xong, chúng ta sẽ nhốt hết bọn chúng vào đấy. Cuối cùng thì ta cũng tìm thấy cơ man ngoài vũ trụ rồi.
dám nhốt những người anh em của ta ở đây ư? Ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Không ổn rồi mọi người ơi, bọn chúng đến cướp ngục kìa. Chỉ mấy cái tên nhãi nhép này, mọi người không phải sợ, chúng ta sẽ tiêu diệt hết bọn chúng thôi. Mấy cái tên tăng tăng này cầm mấy quả tên lửa, đội cái mũ phi công, chỉ được cái màu mè thôi, chứ không có cái sức mạnh gì đâu. Bọn chúng toàn là một lũ phế vật thôi. Nhà khoa học, bọn chúng đang khinh thường những phát minh của ngươi kìa. Mấy cái tên này, các ngươi được lắm, dám khinh thường những phát minh của ta, vậy thì hôm nay ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Ha 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 ha. Anh em, giờ khi bị tuyết, tớ lên tiêu diệt cái con sờ Pickman tương này và con TV đi. Chờ chờ, máu bắn tên lửa vào chúng đi. Bọn chúng không phải của chúng ta đâu. Chờ chờ. Không ngờ mấy con quái vật bồn cầu mới này lại bắn tên lửa lợi hại đến như vậy. Không được, ta phải tiêu diệt bọn chúng. Hay thì mấy con quái vật bồn cầu mới này ta sẽ chém bọn người, ta bổ người. Chờ chờ chờ. Cây đa của ngươi làm sao mà chém được bọn ta sẽ tiêu diệt các ngươi thôi. Ha ha ha. Bọn chúng chạy mất hết cả Z rồi, dám khinh thường đội quân mà ta phát minh ra ư? Các ngươi đã thấy tên lửa của chúng ta xịn chưa? Nhà khoa học, đội quân của ngươi được đó. Bây giờ chúng ta đi tìm con Đồng Hồ Man và con PC Man để tiêu diệt bọn chúng thôi. Titan đầu tiên là Zê, tình hình sửa chữa Sir Picker Gun, G-Man và TV Man đến đâu rồi? Các cậu ấy đang bị hư hỏng vô cùng là lặng, chúng em đang sửa chữa, chắc phải mất vài ngày nữa các anh ý mới bình phục sức khỏe được. Không sao, tạm thời cứ để mấy cậu ấy nghỉ ngơi đi, các cậu ấy đã quá vất vả rồi. Các anh PC Man, Đồng Hồ Man ơi, nguy to rồi, nguy to rồi. Sir Pickerman tương lai, có chuyện gì vậy? Cái tên nhà khoa học đã dẫn một đội quân đến cứu tên G-Man ngoài vũ trụ rồi. Bọn chúng vô cùng đông và hung hãn, chúng em không trụ được, lên đây để bọn chúng cứu được đồng đội của chúng rồi. Cái gì? Ta quên mất cái chuyện còn nhà khoa học tạo ra một con quái vật mới dám đến cướp ngục cư. Thế những người anh em của chúng ta đâu? Những người anh em của chúng ta đã bị bọn chúng bắt mất rồi. Hừ, mấy cái tên này thật là láo kết, dám bắt những người anh em ta ư? Được, ta sẽ đi tìm bọn chúng và tiêu diệt bọn chúng thôi. Các người khỏi cần đi tìm bọn ta tới rồi đây. Cái gì? Bọn chúng mang cả một binh đoàn đến đây ư? Wow, quả tên lửa của bọn chúng to trà bá luôn. Bảo sao Sir Pickman tương lai lại thua bọn chúng? Nhưng đối với PC Man ta thì bọn chúng không có cửa đâu. Các người mau thả những người em ta ra, nếu không ta sẽ tiêu diệt hết các người đó. Ha ha ha. Hôm nay ai tiêu diệt ai còn chưa biết đâu. Với binh đoàn phát minh mới của nhà khoa học, chúng ta sẽ tiêu diệt hết các người thôi. Hừ, mấy quả tên lửa nhãi nhép mà đòi tiêu diệt chúng ta ư? Không có đâu. Anh em sống lên tiêu diệt chúng đi. Liệu quái vật bồn cầu mới này có đánh bại được anh PC Man không? Mọi người hãy xem tập tiếp theo nhá.